Mặc dù đã hơn 2 tuần sau cơn bão số 3, nhưng doanh nghiệp này tại khu công nghiệp Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng mới chỉ khôi phục được khoảng 30% năng lực sản xuất. Nhà xưởng và máy móc hiện vẫn đang được thu dọn, sửa chữa. Đại diện doanh nghiệp cho rằng những chính sách về thuế thời điểm này là rất kịp thời về cả mặt vật chất và tinh thần. Trước cái thiệt hại như này thì các chính sách thuế sẽ đối với doanh nghiệp thì rất là có lợi ích cho doanh nghiệp. Trước tiên là lo được những cái trang trải những chi phí trước mắt để kịp thời để cho doanh nghiệp đi vào sản xuất. Sau đó là những chính sách này để có thể giảm bớt được cái gánh nặng nộp thuế cho công ty. Tôi đánh giá đó là một cái chủ trương rất kịp thời và rất tốt cho các doanh nghiệp mà gặp cái hậu quả thiệt hại do bão gây ra. Để nó giúp cho doanh nghiệp có cái thêm cái nguồn tài chính, giúp cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhanh chóng được ổn định và phục hồi. Hiện nay, đơn vị thuế các cấp đang cùng với các hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng đã thông tin và đốc thúc các doanh nghiệp tìm hiểu cụ thể về các chính sách hỗ trợ người nộp thuế thiệt hại sau bão lũ. Từ đó nhanh chóng làm các thủ tục cần thiết để được hỗ trợ. Chúng tôi chỉ đạo các đơn vị hỗ trợ tích cực cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bị bão lũ số 3. Nếu mà trường hợp mà doanh nghiệp mà có đề nghị gia hạn ấy, thì chúng tôi sẽ giải quyết kịp thời, nhanh chóng để cho đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế. Theo công văn, Tổng cục Thuế hướng dẫn doanh nghiệp về chính sách miễn giảm gia hạn tiền thuế, thì những doanh nghiệp thiệt hại do cơn bão số 3 có thể được gia hạn nộp thuế 2 năm, giảm tới 30% thuế tiêu thụ đặc biệt. Hộ cá nhân kinh doanh được miễn giảm thuế. Các chuyên gia kinh tế cho rằng đây là các giải pháp kịp thời và nhân văn. Và với bão lụt lần này thì rõ ràng đây là một cái trận bão lụt nó gây thiệt hại rất nặng nề với Việt Nam chúng ta. Tính toán sơ bộ của Bộ Kế hoạch Đầu tư thì nó có thể là khiến cho GDP của chúng ta giảm khoảng 0,15% tăng trưởng năm nay. Thì theo đó các chính sách về giãn hoãn thuế rồi giảm thuế phí của chúng ta có thể là kéo dài hơn một chút. Thay vì là kết thúc cuối năm nay thì có thể là kết thúc vào 30 tháng 6 năm 2025. Đánh giá cao về sự kịp thời từ chính sách, song theo các chuyên gia, để phát huy được hiệu quả thì cần được thực hiện khẩn trương với các thủ tục nhanh gọn để sớm và thực sự đi vào cuộc sống.